Nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tạo hành lang pháp lý thống nhất khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi hỗ trợ hoạt động giáo dục công lập. Nhiều khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án giao thông. Huyện Mường Khương quan tâm chuyển đổi cây trồng, có khả năng thích ứng với khô hạn. Tin thế giới, lực lượng an ninh Đức kiểm soát tạm thời tại khu vực biên giới với Hà Lan nhằm đảm bảo an ninh cho Euro 2024. Xin kính chào quý vị và các bạn. Những nội dung chính vừa rồi đã mở đầu chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua 15 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí. Dự hội nghị có đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh luôn nhận được sự phối hợp tích cực của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, trọng tâm là tuyên truyền cổ vũ nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước về công tác chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, gia đình chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tuyên truyền vận động nhân dân cùng mặt trận tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương phát biểu làm rõ hơn kết quả đạt được, đề xuất phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Giàng Xeo Vần đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí với Mặt trận Tổ quốc các cấp thời gian qua. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú tại Lào Cai. Trước mắt là tuyên truyền về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 16, tiếp tục tuyên truyền các phong trào nổi bật như xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, xây dựng khu dân cư đoàn kết, qua đó tạo sức lan tỏa, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Theo đánh giá, Nghị quyết số 11 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai quy định khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch và phát huy hiệu quả. Theo đó, cơ bản mức thu tại các cơ sở giáo dục thấp hơn so với mức thu quy định tại Nghị quyết 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có trên 768.300 lượt học sinh thực hiện các khoản dịch vụ, tổng kinh phí trên 187 tỷ đồng. Năm học 2023-2024, có trên 667.500 lượt học sinh thực hiện các khoản dịch vụ, tổng kinh phí trên 186 tỷ đồng. Đánh giá cho thấy, Nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tạo hành lang pháp lý, thống nhất khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục công lập. Đây là cơ sở để các trường triển khai các khoản thu, đảm bảo công khai, minh bạch. Cha mẹ học sinh có cơ sở đối chiếu, giám sát, tránh tình trạng lạm thu, gây bức xúc trong nhân dân. Lào Cai hiện có 5 doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, sau sắp xếp hoạt động của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. 5 doanh nghiệp nhà nước gồm 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ là công ty xổ số kiến thiết Lào Cai, công ty lâm nghiệp Bảo Yên và công ty lâm nghiệp Văn Bàn. 2 công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là công ty môi trường đô thị tỉnh và công ty cấp nước Lào Cai. Sau sắp xếp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hiệu quả hơn, giải quyết việc làm cho hơn 1.100 lao động thường xuyên, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Những khó khăn như tỷ suất lợi nhuận chưa cao, chưa phát triển sản xuất đủ ngành nghề theo đăng ký kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản đất đai chưa cao, đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các công trình dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số dự án đang gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc, có những công trình không có khối lượng nghiệm thu để giải ngân vốn. Thực trạng này đang ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án theo mục tiêu đề ra. Dự án đường kết nối tỉnh lộ 151 từ xã Võ Lao, huyện Văn Bàn đến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của huyện Văn Bàn năm 2024.
Tổng vốn đầu tư dự án này là 115 tỷ đồng, chiếm 42% nguồn vốn kế hoạch tỉnh giao cho huyện năm 2024. Tuy nhiên, do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng đối với 7 hộ dân có đất rừng và đi qua khu vực có quặng sắt nên tiến độ dự án đang bị chậm. Đến tháng 9 thì mới lại thi công lại được, và trong quá trình thi công thì nó còn vướng mắc là liên quan đến cái đất rừng sản xuất của dân cũng chưa vướng mắc đền bù đấy ạ. Cũng chưa giải phóng được. Quyết liệt giám sát và đôn đốc cái tiến độ giải ngân theo cái đường găng giải ngân, mà đối với từng dự án làm việc cương quyết với các nhà thầu để làm sao mà đảm bảo cái việc mà cung cấp nhân lực, vật lực, trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công phải đảm bảo đúng theo hợp đồng cam kết. Còn tại dự án nâng cấp tỉnh lộ 156 Kim Thành Ngòi Phát, đoạn từ cầu Quang Kim đến nút giao với đường BV32 và BV28, hiện các gói thầu của dự án đang triển khai đồng loạt. Tuy nhiên, dự án lại đang gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, việc thiếu một lượng lớn đất đào đắp tại các gói thầu thi công là nguyên nhân khiến cho dự án không có khối lượng nghiệm thu để giải ngân nguồn vốn. Rà soát được về nguồn vốn và rà soát các dự án cần thiết là báo cáo Ủy ban tỉnh để điều chỉnh giảm đối với các dự án mà tỷ lệ giải ngân thấp để điều sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao để tăng tỷ lệ giải ngân chung. Năm 2024, Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh được giao 827 tỷ đồng để triển khai các công trình, dự án giao thông kết nối quan trọng. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, tỉnh chỉ đạo ngành giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị, địa phương đồng hành cùng các chủ đầu tư để tháo gỡ điểm nghẽn với từng dự án, đồng thời tăng cường công tác giám sát, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công lập kế hoạch tiến độ và giải ngân đối với dự án theo từng tháng, từng tuần, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch được giao. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày hè nắng nóng, việc sử dụng quạt sạc tích điện phòng khi mất điện được nhiều người tiêu dùng quan tâm chọn mua. Để sẵn sàng ứng phó tình huống mất điện trong mùa nắng nóng năm nay, nhiều gia đình tại thành phố Lào Cai đã chủ động tìm mua quạt sạc tích điện, khiến sản phẩm này rất hút khách. Giá các loại quạt này từ vài trăm nghìn đồng cho đến tiền triệu, tùy thuộc vào công suất cũng như thời gian tích điện. Người tiêu dùng cần đến những cửa hàng, địa chỉ uy tín để có thể chọn lựa được nhãn hiệu, chất lượng, giá cả phù hợp. Cùng với đó, quạt tích điện đang bày bán đa dạng về mẫu mã, chủng loại và giá cả. Quạt tích điện thường có công suất tiêu thụ khoảng 12-30 W, sạc đầy sẽ sử dụng được từ 5-10 giờ, mức dao động từ 800.000 đồng đến 2.500.000 đồng một sản phẩm. Quạt tích điện mini sử dụng pin sạc bằng cổng USB, công suất vận hành thấp dưới 12 W, có giá dao động từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng một sản phẩm. 6 tháng đầu năm, đội quản lý thị trường cơ động đội số 5 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phối hợp đấu tranh và xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Tổng số vụ kiểm tra xử lý là 8 vụ với số tiền phạt vi phạm hành chính là 476 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm thuộc diện phải tiêu hủy trên 420 triệu đồng. Theo đánh giá, các hoạt động thương mại điện tử dù có nhiều ưu điểm nhưng cũng gây ra nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Để nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực thương mại điện tử, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý, nắm thông tin, thu thập chứng cứ điện tử để xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trước tác động ngày càng nghiêm trọng của El Nino, thiếu nước, hạn hán xảy ra thường xuyên, gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Đối phó với những bất lợi của thời tiết, nhiều giải pháp được ngành nông nghiệp, các địa phương quan tâm triển khai. Trong đó, chuyển đổi cây trồng có khả năng thích ứng với khô hạn. Tại huyện Mường Khương, việc trồng chè thay thế một số diện tích cây trồng chịu hạn kém đang mang lại hiệu quả bước đầu. Mảnh nước này trước đây gia đình anh Lù Dìn Thời chỉ trồng được một vụ lúa hoặc ngô. Tuy nhiên, việc thiếu nước triền miên khiến cây phát triển kém, năng suất thấp. Anh quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng chè. Sau hơn 3 năm, những búp chè đầu tiên đã cho thu hái. Trồng chè so với trồng cây ngô thì chè nó khá hơn trồng ngô. Kiểu chè được lâu năm, còn ngô thì mình trồng nó hạn hán quá thì kiểu thu hoạch về không được ngô mấy. Dìn Chin và Tả Gia Khâu được ví như trường sa cạn của Mường Khương. Vùng đất này quanh năm thiếu nước khiến cho sản xuất nông nghiệp của bà con gặp rất nhiều khó khăn.
Thực hiện nghị quyết số 10 của tỉnh ủy, huyện Mường Khương lựa chọn chè là một trong những cây trồng chủ lực để dần thay thế đối phó với hạn hán. Được hỗ trợ giống, vật tư, nhiều hộ đồng bào nơi đây đang bước đầu thành công với cây chè. Hái một lần được khoảng 2 triệu đấy, tháng hái được 3 lần. Mấy năm trước là trồng ngô thôi, lại thay đổi chuyển sang chè mà dùng được 3 năm chè năm nay. Nhà nước hỗ trợ để cho dùng chè. So với đánh giá khả năng chịu hạn thì cây chè sẽ chịu hạn hơn cây ngô. Mà bây giờ hiệu quả thì nó cũng có giá trị cao hơn. Trong cái thời gian tới thì xã sẽ tập trung vào triển khai những các cái cây trồng, nhất là về cây chè là cái thứ nhất, sẽ triển khai đồng loạt cho các cái hộ dân. Với đặc tính sinh học, chè là cây trồng có khả năng chịu hạn tốt, thích nghi với vùng khí hậu ở vùng cao Mường Khương. Năm 2024, huyện phấn đấu trồng mới hơn 600 ha, đưa tổng diện tích trồng chè hàng hóa của địa phương lên gần 5.500 ha. Sản lượng thu hoạch từ đầu năm đến nay trên 16.000 tấn, giá trị đạt 115 tỷ đồng. Chúng tôi xác định trong cái thời gian tới và cũng như là trong cái thời gian vừa rồi là chúng tôi cũng tập trung phát triển cái cây chè trên nên các cái xã vùng cao. Trong đó có hai cái xã Diền Chin và Tả Gia Khâu. Thì sau đó thì chúng tôi thấy rằng cái cây chè nó sinh trưởng phát triển rất là tốt trong cái điều kiện hạn hán. Và trong cái thời gian vừa rồi chúng tôi cũng đã tập trung phát triển cái diện tích chè trên hai cái xã này với cái diện tích là trên 150 ha. Cùng với mở rộng diện tích trồng chè, huyện chủ trương đẩy mạnh thu hút các đơn vị doanh nghiệp vào đầu tư chế biến sâu sản phẩm. Từ năm 2021 đến nay đã có thêm 4 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp tham gia chế biến chè tại địa phương lên 7 đơn vị. Qua đó tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, đảm bảo cho vùng nguyên liệu phát triển bền vững, người dân yên tâm gắn bó với cây trồng chủ lực này. Dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng được quy định tại Điều 18, Nghị định 52 năm 2024 của Chính phủ như sau. Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng bao gồm thực hiện dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ. Các dịch vụ thanh toán khác không qua tài khoản thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các tổ chức được cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng chính sách. Ngân hàng hợp tác xã được cung ứng một số dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng sau khi được ghi trong giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp. Quỹ tín dụng nhân dân được cung ứng dịch vụ chuyển tiền thực hiện nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho thành viên khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân đó sau khi được ghi trong giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp. Tiếp theo chương trình, xuất khẩu nông sản tăng mạnh qua cửa khẩu Lạng Sơn. Mưa lớn tại miền Nam và miền Đông Trung Quốc gây ngập lụt ở nhiều địa phương. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Đại sứ quán Australia vừa tổ chức hội thảo cuối cùng về chương trình Oxford Transport. Oxford Transport là chương trình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông dài hạn nhằm tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam, góp phần tăng cường mạng lưới giao thông quốc gia, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế xã hội toàn diện và giảm nghèo. Tổng nguồn vốn 3 triệu đô la Úc triển khai đầu năm 2018 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trong khuôn khổ chương trình, chiến dịch nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ được triển khai tại các huyện Văn Yên, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Các hoạt động của chương trình còn tập trung vào nguyên tắc thực hành tốt nhất về bình đẳng giới, người khuyết tật, an toàn và hòa nhập xã hội, phòng chống HIV/AIDS và nạn buôn bán người. Hội thảo cũng xem xét các cơ hội hỗ trợ của Australia trong tương lai cho ngành giao thông vận tải Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng hoa quả tươi xuất khẩu qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn đạt khoảng 1,2 triệu tấn, tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Để tạo điều kiện tối đa cho nông sản xuất khẩu, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo chi cục hải quan tại các cửa khẩu đưa 11 loại hoa quả được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vào diện hàng hóa luồng xanh, giúp rút ngắn thời gian thông quan, bố trí cán bộ phụ trách trực để xử lý tờ khai của các doanh nghiệp trên nền tảng cửa khẩu số 24/24. Theo kế hoạch, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh trong năm 2024 đạt từ 55 đến 60 tỷ đô la Mỹ. Tại Nghệ An, những năm gần đây, thu hút đầu tư cấp tỉnh đã tạo chuyển biến tích cực. Hiện các sở ngành địa phương đang tập trung hoàn thiện quy hoạch
đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng, mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển cụm công nghiệp. Là huyện giàu tiềm năng về vật liệu xây dựng, kinh tế rừng lại có lợi thế nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, nên những năm qua, huyện Tân Kỳ thu hút được khá nhiều dự án đầu tư tập trung vào lĩnh vực may mặc, khai thác khoáng sản. Thế nhưng cả hai cụm công nghiệp đã được quy hoạch tại xã Nghĩa Dũng và Nghĩa Hoàn thì vẫn chưa hoàn tất các thủ tục. Cụm công nghiệp của Nghĩa Dũng thì hiện nay đang thu hút cái nhà đầu tư về để làm cái hạ tầng cụm công nghiệp. Hiện nay đang chờ để trình ủy ban tỉnh, sở xây dựng để thẩm định cái quy hoạch 1/500 là xong cái cụm công nghiệp đó. Cụm công nghiệp Nghĩa Hoàn thì hiện nay thì lâu nay thì đang vướng mắc cái hợp tác xã làng nghề. Và cái này là do cái sự đồng thuận của các thành viên của hợp tác xã, cho nên đến thời điểm này vẫn chưa xử lý được. Theo phương án phát triển cụm công nghiệp tích hợp vào quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2030, Nghệ An có 56 cụm công nghiệp và năm 2050 có 71 cụm công nghiệp. Tuy nhiên hiện mới chỉ có 26 cụm công nghiệp được thành lập và có chủ đầu tư. Tỉnh cũng đang mong muốn đề xuất về tỉnh là có những cái cơ chế chính sách mang tính chất riêng của huyện để từ đó tạo điều kiện cho huyện cũng như nhà đầu tư có thể thuận lợi trong quá trình vào đầu tư để phát triển của huyện. Hiện các sở ngành địa phương của tỉnh Nghệ An đang nỗ lực vận động, ưu tiên thu hút doanh nghiệp năng lực và kinh nghiệm đến đầu tư. Đối với các khu vực khó khăn, tỉnh sẽ xem xét giao đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt bằng cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và sản xuất tập trung. Vừa rồi đã ra soát, chọn lọc lại, lựa chọn những cái cụm công nghiệp có cái địa hình thuận lợi, diện tích nó xứng đáng để thuận lợi cho thu hút đầu tư, tập trung để hoàn thiện các cái cụm công nghiệp trước đây, tiếp tục ra soát để nghiên cứu cái bộ trong cơ chế chính sách, rồi là tăng cường cái quản lý nhà nước ở các cụm công nghiệp. Cùng với đó, Nghệ An cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, khai thác tốt nguồn thu để bố trí nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng kết nối, tạo mặt bằng sạch, mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư. Tin thế giới, nhận lời mời của Hội Tiểu nông Cuba, đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam dẫn đầu đã thăm làm việc tại Cuba. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba, hội đàm với Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Tiểu nông Cuba, gặp và trao đổi với Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và Thực phẩm Quốc hội Cuba. Tại các buổi làm việc, đồng chí Lương Quốc Đoàn khẳng định Hội Nông dân Việt Nam rất vinh dự được góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba thông qua các hoạt động hợp tác với Hội Tiểu nông Cuba. Chuyến thăm cũng là dịp để Hội Nông dân Việt Nam và Hội Tiểu nông Cuba chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội tăng cường hợp tác trong công tác hội và phong trào nông dân, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Italia khẳng định ở thời điểm hiện tại, các nước thành viên EU sẽ không trực tiếp tham gia vào khoản cho vay 50 tỷ đô la mà nhóm G7 mới đây đã nhất trí cấp cho Ukraine, thế chấp bằng lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh G7, Thủ tướng Italia cho biết khoản cho vay nói trên sẽ được các nước G7 như Mỹ, Anh, Canada và có thể là Nhật Bản cung cấp. Hiện các nước EU không tham gia trực tiếp kế hoạch này. Thay vào đó, EU đóng góp bằng việc xác định cơ chế bảo lãnh cho việc thanh toán khoản cho vay này. Ước tính hiện có khoảng 278 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị G7 và EU phong tỏa kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine cách đây hơn 2 năm. Trong đó, EU được cho đang đóng băng khoảng 190 tỷ đô la Mỹ, còn Mỹ phong tỏa số tài sản khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Lực lượng an ninh Đức đã tiến hành các biện pháp kiểm soát tạm thời tại khu vực biên giới với Hà Lan nhằm đảm bảo an ninh trước thềm các trận thi đấu trong khuôn khổ Euro 2024 tại thành phố Hamburg. Lực lượng cảnh sát tại thị trấn Kleve gần biên giới với Hà Lan cho biết mục đích của những biện pháp kiểm soát biên giới là nhằm phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa bạo lực tiềm tàng. Lực lượng an ninh cũng sẽ tập trung giám sát các đối tượng tội phạm bạo lực mang động cơ chính trị có ý định nhập cảnh Đức hoặc những hành vi phạm pháp như buôn bán ma túy hay vận chuyển vũ khí trong suốt thời gian diễn ra Euro. Trong suốt thời gian diễn ra Euro, Đức dự kiến sẽ tiếp đón khoảng 2,7 triệu lượt người hâm mộ tới các sân vận động và 12 triệu người tại các sự kiện theo dõi trận đấu ngoài trời. Tình trạng mưa lớn dai dẳng tại miền Nam và miền Đông Trung Quốc đã gây ngập lụt ở nhiều địa phương,
khiến hệ thống giao thông bị tê liệt. Theo truyền thông Trung Quốc, lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực miền Nam, đặc biệt ở tỉnh Quảng Tây, khiến nhiều tuyến đường chìm trong nước lũ. Lực lượng cứu hộ đã phải sơ tán người dân tại một số ngôi làng tới nơi an toàn. Tình trạng lũ lụt nghiêm trọng cũng xảy ra tại một số tỉnh miền Đông, buộc các nhà chức trách tạm dừng dịch vụ chở khách trên 4 tuyến đường sắt ở Giảng Tây và Phúc Kiến từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6. Mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài và gây lũ lụt diện rộng trong những ngày tới. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 16 tháng 6 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.